Cái Nhàn. Trời ơi, suốt ngày em cứ bấm điện thoại rồi cười cười, vô hình trung người ta nói em bị điên đó. Trời ơi, bà đó, tối ngày hả bà ăn cho nhiều vô, vô hình trung á, ta nói bà như con heo đó. Đó hay chưa, trách móc người ta mà còn nói sai chính tả nữa. Ủa? Đúng á là vô hình trung. Vô hình trung. Vô hình trung mà. Từ thở cha sinh mẹ đẻ tới bây giờ ai cũng nói là vô hình trung á, có ai mà nói vô hình trung đâu. Bởi vậy, nhưng mà cái từ đúng á là từ vô hình trung. Bây giờ không tin đúng không? Không. Bây giờ không tin vậy đón xem mỗi tuần một từ đi. Trước hết, chúng ta xét từ vô hình trung. Vô hình trung là tiếng Hán Việt. Trung là bên trong. Vô hình trung có nghĩa là trong cái vô hình. Từ điển tiếng Việt định nghĩa vô hình trung là tuy không có chủ đích, không cố ý, nhưng tự nhiên lại là như thế. Ví dụ, anh không nói gì, vô hình trung đã làm hại nó. Thứ đến, chúng ta xét từ vô hình trung. Vô hình trung, trung là cuối. Như vậy vô hình trung không có nghĩa gì cả. Từ điển tiếng Việt cũng không có từ vô hình trung. Vì thế, vô hình trung mới là từ đúng. Các bạn thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu về từ vô hình trung hay vô hình trung. Tuần sau chúng ta sẽ tìm hiểu về từ chín mùi hay chín muồi. Mến chào tạm biệt các bạn.